Nhân kỷ niệm 99 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2014, Đài Phát thanh và Truyền hình Hương Yên vinh dự được đồng chí Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam gửi tặng lãng hoa chúc mừng. Nhân dịp này, sáng nay, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy đã tới chúc mừng các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình Hương Yên, Hội nhà báo tỉnh và Thông tấn xã Việt Nam tại Hương Yên. Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Bí thư tỉnh ủy gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo, cán bộ, công chức viên chức, những người làm báo trên địa bàn tỉnh, đồng thời biểu dương những kết quả, thành tích mà các cơ quan báo chí đã đạt được trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận thời gian qua. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền để chủ trương, chính sách pháp luật đến gần hơn với cán bộ đảng viên và nhân dân, bám sát hơi thở cuộc sống, phản ánh biểu dương những điển hình tiên tiến, đưa tin nhanh, chính xác các lĩnh vực đời sống, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh đồng chí bí thư tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền định hướng dư luận có nhiều tác phẩm hay phát hiện và thông tin kịp thời các sự kiện chính trị xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh